Alo alo, check mic anh em ơi. 1 2 3 4, xin chào gọi đại bàng. Rồi ok. Đứng sao okay. Nói mai giờ rồi. Nghe chứ. Rồi, chả thấy thằng mẹ nào luôn. Một thằng. Nà lý. Và thằng này giống thằng boss, rồi boss luôn. Cái đâm dù kiểu đâm thẳng xuống đất thì chỉ có boss. Ui, vãi nổi. Boss nó hạ dù à? Nữa. Và nó chả cầm thêm cái gì. Mọi người có ai nhiều đạn không? Chả có biết. Để tôi biết rồi. Đây. Đang biết. Mà có mấy? Có mấy rồi? Dưới là 20 viên này. Ôi nhiều rồi, được rồi. Nhiều. 20 viên cho 20 viên là tức là phải có 80 viên trong người. Có xe, có xe bên trái kìa. Đâm trái kìa. Hả? Chơi anh. Có cái xe đâm vào trường học bên đâm, trái. Nó đâm vào cái chỗ cái nhà nhỏ. Nó đâm rồi, nó vào. Ui giời ơi. Xe máy à? Có hai thằng ấy. Máy. Không cả thi lắm nhỉ. Ê, tính chăng này. Vãi. Ôi, một viên dỡ người không chết. Ảo thật. Trong con này là thế. Nhà chung cư. Rồi, ở chung cư có người này. Đây, lên đi, anh trời này. Điệu. Mình vô đông quá. Anh đi ngơ. Anh ấy vào nhà cao luôn đấy anh ơi, cho dễ công. Kiểu. Kìa. Này, chết tổng. Quay à. Gạt giò nó không đến đồng đội nó cứu. Ôi. Ở đằng xa có nha. Trong nhà có người. Ngay góc nó ở bên ngoài đó. Chạy rồi. Chạy đâu? Mày chạy đâu? Bò. Thằng kè chứ, một thằng kè đấy. Mày chạy đâu? Rồi em ơi. Ui dồi ôi, 686 có thêm chóc nữa thì ôi vì điệp. Mày. Nó ở trên em ơi. Bom. Trên nóc à anh? Đâu ấy? Anh không biết được là ở đâu. Ui. Bởi anh nghe thấy tiếng nó bơm máu ở bên này. Anh đang đi tìm. Bạn đó và đang đi ra chỗ khu hồi sinh ở... Chờ em với. Lại đi. Của F12K trường học 2 team. Trường học 2 team đang bắn nhau. Ok. Của F12K nha. Ok. Ui, cây người này ngon này. Đây. Anh xuyên thẳng vào trường học này. Ok anh. Anh đâm đi nhá. Anh đâm luôn vào sảnh ấy. Chỗ đơn bác anh gỡ. Kìa. Đây. Mẹ con bot à? Ôi giời ơi, nó gạt thằng F12K, F12K. Em xin. Em xin. Nhanh thế nhở. Anh ơi, dừng rồi, em lấy bình xăng anh ơi. Đây. Rồi anh thấy rồi. Thôi đi. Cẩn thận nhá. Ôi trời ơi. Vừa nói xong. Ôi trời ơi. Cái quần què gì vậy? Ngồi đằng xa đó. Bốn viên F12K nó không chết kìa. Đằng xa á. Nằm tích ngồi đằng xa. Ok. Ui lag à. Cho mốc em ơi. Mày chết. Ui rồi. Mày. Vãi nổi thật hả? Ơ, một thằng ở đây luôn à? Vãi thật, một thằng búp ở đây. Ui rồi. Ui, tìm tới. Nó tới kìa. Tìm tới kìa. Ngon. Rồi, tới. Ui, nữa. Anh ơi, xe Buggy vào rồi anh ơi. Buggy chạy.
chỗ anh còn không? Ôi, nó dừng nhá. Nó dừng. Nó dừng, nó dừng, nó dừng, nó dừng, nó dừng. Nó chạy nó cam ấy. Nó cam những ai leo 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 nhà đấy. Ai có dư máu dư mủng gì không cho anh xin ít nào. Đây đây. Bên nhà kho này mọi người ơi. Nốc 2 luôn rồi. Thật là khủng khiếp. Còn thằng bác ghi ngoài kia. Tiếng sốc lọ vang lên, chua chát. Thằng bác ghi đấy thì nó ra nó thòng rồi. Bố bảo nó không dám vào nữa. Ôi, mọi người xác đây dư S2K này. Đủ rồi. Chạy tới này. Hình như đi hội sinh đó. Em mày đỡ hội sinh đi. Cái gì hả? Phải nổi. Phải nổi. Ai hiểu cái từ đấy thì mới nói hồi sinh đi nhá. Để đó hồi sinh mọi người, để đó hồi cho sinh cứu đi. Cho nó cứu đi, cho nó cứu đi. Mình sờ bóc ra cho nó. Vô nhà này nó sợ rồi. Mình đứng yên đi, đừng có nó di chuyển là nó sẽ ca cho cứu ấy. Ok ok. Đứng ở đây thì bố nó không dám cứu nữa. Thật. Quà chơi trong nó luôn. Ôi dồi à, chơi đi. Mẹ đứng đây bảo cho nó cứu cũng đâu. Chơi ác vậy. Đốc một này. Một thằng chạy lên mái nhà nhá. Một thằng chạy lên mái nhà. Cái đẹp nào. Trời ơi. Anh ơi. Anh ơi em bị nãy em bị KS rồi. Và em phải bắn lại chứ. Úi giời, úi giời. Người già xong leo nhanh thế nhở? Ui dồi ôi, thằng này nó đem đến cho anh 12 con. Ô thằng bác đi ngoài kia vẫn đang còn kìa. Ờ thằng đấy lì vãi nồi luôn ấy. Ai đi bất kỳ với anh nào. Trời đã hết đạn rồi. Mày bán đi. Nằm vô luôn ấy. Mày bán đi. Mày bán đi. Ôi. Đứng xa nè anh ơi. Ui. Cứu em được này. Bên phải hướng cục đá nữa đó, cứu được này. Đây đây đi, qua đây, qua đây, qua đây. Nổ bom đi sao? Nổ bom, nổ bom. Lấy gốc cây nè. Nổ bom, lùi ra đi ấy ơi, nổ bom kìa. Đây rồi, rồi. Đông thế nhỉ? Nè. Nghe tiếng này nó bắt đầu sợ. Chỗ này nó khô hồi sinh nên là đông. Rồi, nó cái thằng bên ấy đấy này. Đấy. Đấy. Ui giời ơi. Liều với tổ đội sóc lọ chúng tôi à. Mẹ, đúng càn tử vậy thôi. Mà. Em tưởng là lên xe xong rồi tông người là nó hiện thông báo diệt cơ nhưng mà không phải. Có thằng này chạy bên trái này. Này. Bắt này thẳng luôn. À người. Nó nằm rồi kìa. Ơi, nằm này. Thằng trên này nữa đây, góc bay này, bom kìa. Yếu ơi. Ra đây bạn. Đừng KS đồng đội như thế. Vừa rồi là một pha đáp lửa đã cướp đi một sinh mạng rồi đấy. Đây rồi đây. Anh đã chết đâu. Đến khu hồi sinh em ơi. Đi không đây. Người kìa. Ôi sờ mốc. Ờ sờ mốc à. Yo. Trên nóc kìa. Tầng 1, tầng 3 đều có hết. Trên nóc có không chạy kìa. Mày chạy đâu? Bom nhá. Thì có thằng nhảy xuống rồi. Còn mẹ nó chạy luôn kìa. Trời ơi. Nó bỏ nó đi hồi sinh rồi, thì cũng được. Làm gì còn hồi sinh nữa đâu.
Đâu vẫn còn kìa anh. Còn mỗi cái khu. Còn mỗi khu này hồi sinh thôi mà đi đâu rồi? Chắc nó ra chỗ chỗ khu, khu nhà hốt này nó hồi sinh. À ok, lên xe. Thôi cứ để cho nó hồi sinh anh ơi, lấy xe đi em ơi. Mình xem mình qua cầu nhá. Qua cầu rồi này. Đó, à, gọi à, đó, gọi à. Cây muốn nặng mà gió chặn. À, gọi à. Đây, không phải gọi, quay lại liền. Đâu? Em nghe như trong nhà vệ sinh mà. Xe bên trái nè anh. Rồi, nó nằm kìa. À rồi, cái bụi cây đó. Trong xe đó, nằm cây. Ui dồi, còn không kìa. Bảo đâm xe đi mà bắn sốc loạn thế thì hau tu đâm. Cần hết đạn rồi, cần hết đạn sau căn rồi. Nào, các anh bạn, chặn cầu đi. À, căn cầu kìa. Thôi cái màu anh nghe nó bắn nhiều quá. Ngay giữa anh rồi, ngay giữa bên phải, bên phải. Kìa. Đang bị cam. Đâm vô anh ơi. Sau lưng mình có nha. Sau lưng có. Có xe vô à? Xe vô kìa. Rồi. Gì vậy? Có xe vô cầu nữa này. Xe vào nhỉ? Xe vào cầu. Ui, bọn này bắn được ấy. Ok. Mọi người ơi, có cho mình xin ít đạn, cho em xin ít đạn với. Qua đây. Ra đây. Ủa. Đây. Anh có một lửa luôn này. Một lửa đạn, số đạn anh có đây. Đây. Watch out. Đấy. Anh em chơi nghệ thuật lén lút thôi. Thank you anh. Đi dần tới. Cái này là đạn nữa này. Đùa. Mày chạy đâu? À, thế bọn này tìm khác, bọn bắn kìa. Ố, mày dưới chân anh kìa, anh Tuấn. Có. Ừ, nghe rồi. Rồi, thằng lẻ này. Hay. Nó đứng, nó đang nhìn anh ấy. Nó ở chỗ bắt ghi phải. Nó trên này. Đâu, đưa em đi hút đạn cho. Anh đang ném nét kìa. Ôi, tất nặng hơn. Đây rồi. Nhơn này, nhơn. Mẹ mày, chó này. Oh. Anh em, tổ đội cầm sắp lọ, đi xe đạp. Sau này còn nè. Lão lếu. Chơi đi. À, thằng quần què này xảy ai. Ố kìa. Ố. Vậy. Ui anh ơi. Không. Vãi nồi ạ. Hai viên SM cả. Đi rồi. Đi. Ở một thằng cuối. Chỗ mấy người gần lia đúng không? Trông dị vãi. Đây bên cốc cây đây. Cây bên phải này. Đâu. Ui. Đừng nhá. Trời ơi, bắn cái gì ạ? Mẹ, nó bắn ra chết được. Nằm, ui giời, nằm ngoài đấy luôn ạ. Vãi. I need a weapon. Thề trận này muốn tìm cái Silent lắp SMK thục cho nó phê mà không thấy. Chít đây đúng không? Ủa mà sao mình không mua trong shop nhỉ? Quên đấy.